Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng. Trân trọng giới thiệu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời các đồng đóng tiếp đại diện các phòng lãnh sự và phu quân phu nhân của các nước Campuchia, Cuba, Indonesia, Italy, Kuwait, Hà Lan, Trung Quốc, Liên bang Nga và đại diện các cơ quan lãnh sự các nước Hàn Quốc, Belarus, Lào, Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cùng các tổ chức quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng xin được trân trọng đón tiếp lãnh đạo các sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc và Đông Bắc. Xin được báo cáo đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ chính đảng thành phố Hồ Chí Minh, các ban hội đồng nhân dân, các sở ban ngành thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Hội trí thức thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội du lịch thành. Xin được chào đón sự hiện diện của các nhà thiết kế, đại sứ lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, ban giám khảo các cuộc thi trong khuôn khổ của lễ hội áo dài, tổ chức kỷ lục Việt Nam, các quý phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đến tham dự và đưa tin, và đặc biệt đó là sự hiện diện đông đảo của du khách và người dân của thành phố đang xem trực tiếp và trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị. Once again, welcome. Và sau đây chúng tôi sẽ trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời. Là bác quý tướng như các bạn rất là đông luôn, nhưng không chỉ là người Việt mình mà còn là cả du khách nước ngoài nữa. Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Kính thưa đồng chí Trần An Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Dạ vâng, có vẻ là càng về khuya thì mọi người tới càng đông hơn mọi người này. Giờ mọi người tập trung đổ về đây khu vực này, nhưng mà tiếc là mình không quay mọi người vì ở giữa thì nó có cái máy quay nằm ở giữa là mình không thấy được ấy, mà hai bên thì nói nó không thể quan sát được. Có thể bây giờ mình sẽ đi dạo dạo khu vực này một xíu và sau đấy thì mình sẽ quay lát xem lúc nào cái màn trình diễn áo dài thì sẽ quay cho mọi người xem nhé. Mình sẽ khu vực này thì có cái background mọi người đây. Áo dài 2024 đó, mọi người có thể tới tại khu vực này để chụp hình. Em thấy người Thái nước ngoài họ rất thích người phụ nữ Việt Nam mình mặc áo dài mọi người. Bây giờ thì mình tiếp tục đi nha. Thì hôm nay không chỉ là áo dài đâu, nhưng mà thấy là quý cô chú anh chị mình tới rất đông đây. Du khách cũng khá là hiếu kỳ tới xem này. Xem mọi người đang quay cái gì này.
thích nhất là cái chỗ khu vực nào này, đây cái khu vực cho sừng nhộm ấy, nhìn nó đẹp ghê luôn, nó bay phơi phới, hôm nay gió nữa, nhưng mà hơi bất tiện một xíu cái chỗ này, chắc là phải gió mạnh thì chắc phải có người giữ ấy, mạnh quá là nó sẽ bị sập. Thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi nhá. Hôm nay thu hút rất là đông, thì thấy anh em trong nghề nhiều quá. Đấy. Bây giờ thì Hải sẽ đi dạo dạo bên ngoài này một xíu, và lát nữa mình sẽ qua khu vực kia nhé. Gió này mát, mát lạnh người luôn. Ghê chứ. Đây là cái lễ hội đầu tiên của năm 2024 đó mọi người, tại khu vực phố đi bộ Hoàng Huệ đây. Đấy, sau cái dịp Tết thì giờ này có cái lễ hội lớn như vậy. Từ trước đến giờ luôn, năm chỉ có một lần thôi. Nhưng mà tổ chức rất là kinh khủng, hôm nào không biết là đang chờ ai thì đang chờ những ngày rượu anh ấy mình có thể xem trình diện áo dài nó đẹp hơn so với về đêm. Ôi trời, rất là đông nha. Người nghe thì phải cam bắt trên đầu. Đây là khu vực này buôn bán này, hôm nay có vẻ cũng chưa rất khách cho lắm đấy, cũng nhìn cũng hơi vắng đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi dạo dạo phía bên đường này để cập nhật những hình ảnh. Hiện tại bây giờ là mới 7:30 thôi, chắc phải tới khoảng 8-9 giờ, lúc đấy thì mọi người đổ về đây với đông và nhộn nhịp. Ra nó toàn tay thôi.
luôn. Vậy đang đi xem bán pháo bông từ Cao Minh. Bán hơi hơi ít mọi người nhỉ, từ đâu khoảng chục đó đó.
Ở đây mọi người thấy có trung đình này, trung đình Hải cũng biết, cũng tiếp xúc rất nhiều lần với cùng với nhà thiết kế trung đình. Xin giới thiệu nhà thiết kế thương hiệu áo dài Nguyễn Tuấn. Xin giới thiệu nhà thiết kế Tạ Linh Nhân, thương hiệu Dory by Tạ Linh Nhân. Xin giới thiệu nhà thiết kế Thiết Bảo. Xin giới thiệu nhà thiết kế Hoài Sang. Xin giới thiệu nhà thiết kế Kio Riet. Xin giới thiệu nhà thiết kế Gia Thảo, thương hiệu T-Safari. Xin giới thiệu nhà thiết kế Huy Doãn. Xin được giới thiệu nhà thiết kế Elephant. Xin giới thiệu nhà thiết kế Thu Thủy. Xin giới thiệu nhà thiết kế Brian Võ. Xin giới thiệu nhà thiết kế Đức Minh. Xin giới thiệu nhà thiết kế Nguyễn Tiến Phục. Xin giới thiệu nhà thiết kế Đắc Nô Trần và Tuấn Huy. Xin giới thiệu nhà thiết kế Diệp Quốc Hằng. Ui, cả thời gian nó hoa không kìa. Ở đây đang có chụp hình nhá. Mình sẽ qua khu vực này xem sao nhá. Xem không biết là người mẫu diễn viên nào đây. Rất là lâu mọi người, từ 2014 đến nay luôn rồi. 2014 hôm nay là 2024 rồi. Gần 10 năm rồi. Ui, bên đây này đang chụp hình gì ở đây, thấy là rất đông rồi. Thực sự để Hải không giỏi về các cái ngành tài trí này cho lắm. Bạn
trên QE của BND bằng mặt ngang cho các tập thể. Và sau đây sẽ được trân trọng kính mời đại diện của các tập thể sẽ cùng đứng lên sân khấu. Xin được kính mời đại diện của Sở Du lịch. Xin kính mời đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin được kính mời đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học tổng hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng công ty du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đài truyền hình thành phố, Ban tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Nhà máy Thanh Hà số 264B đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Áo dài Trung Huyền số 482/1 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận Nhất, Nhà máy Thục Đoan số 370T đường Thái Viên, phường 9, quận 11, Hiu Hiu Fashion số 312/6 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặng bằng khen.